Đội tướng Quang xin anh em mến chào quý khán giả theo dõi chương trình TV hôm nay và kính mời quý vị cùng ghé đến với Magic Matrix để tham gia vào chương trình đại hạ giá July 4 Super Sales lên đến 74% off. Con số 74 đại diện cho ngày lễ July 4 năm nay và chắc chắn quý vị sẽ tìm được những bộ nệm ưng ý mà giá rẻ nhất vùng để có được một giấc ngủ ngon khi nằm trên những sản phẩm nệm mua tại Magic Mattress. Ngoài ra, trong đợt sale này, quý vị sẽ có được chương trình 7 free, tức là free delivery, free setup, free vứt nệm cũ, free 2 cây gối gel memory foam, free 1 cái bọc nệm chống thấm nước và thêm nữa là free 1 cái máy massage vai sử dụng thoải mái, có thể đi khắp nơi trong nhà không cần cắm điện vướng víu và dùng để massage phần vai, massage phần bụng và massage phần lưng rất là thoải mái, là món quà đi kèm để tạo thành một chương trình 7 free trong dịp lễ July 4 Super Sales ở tại Magic Mattress. Điển hình trước mặt của Đỗ Tân Khoa là một cái sản phẩm của hãng Kingdom. Rất lâu rồi không có được những bộ nệm làm hai mặt, chúng ta có thể sử dụng mặt bên này hoặc là mặt bên kia, và hơn hết là được cấu trúc bởi 800 cái lò xo riêng trong từng túi vải. Bên này nằm nhúc nhích, bên kia không bị lay động. Phần cứng bọc chung quanh thành nệm để chúng ta ngồi gốc nệm không có bị chài. Và quan trọng hơn hết, đây là một sản phẩm rất hiếm có thể sử dụng được hai mặt để kéo dài thêm cái thời gian sử dụng. Giá bình thường cho một queen size là 1.899, giảm giá lên đến 74% off để chỉ còn có 699 đồng mà thôi mà có được một bộ nệm sử dụng hai mặt chỉ có ở tại Magic Mattress trong dịp lễ July 4 Super Sales năm nay. Và sản phẩm kế tiếp gọi là Combo Set Promotional Sales, tức là một cái sản phẩm khuyến mãi giá thấp chưa từng có, chỉ có trong dịp July 4 Super Sales ở tại Magic Mattress. Đó là bao gồm một tấm nệm Bamboo Gel Memory Foam bên trên, sản phẩm làm tại Mỹ. Bên dưới là một cái dàn hộp nâng đầu và chân có remote control, rất đẹp, rất hiện đại và rất thoải mái cho những ai bị acid reflux, nóng rang ở lồng ngực khi ngủ phải nâng cái đầu lên cao, hoặc những quý vị lớn tuổi đi đứng khó khăn cần người trợ giúp, hoặc là bị sưng phù chân, thì đây là một cái phương pháp an toàn và tuyệt vời cho những quý vị nào có thêm những cái nhu cầu về sức khỏe. Nguyên một combo set, bên trên là một tấm nệm dày 10 inch, bên dưới là dàn hộp nâng đầu và chân queen size, tức là hai người nằm. Giá bình thường là 3.799 đồng, July 4 Super Sale chỉ còn có 1.499 đồng mà thôi. Và quý vị có thể tham gia vào chương trình trả góp không tiền đao không tiền lời, khoảng chừng 83 đồng một tháng cho 18 tháng on approved credit. Và khi mua bộ nệm này, quý vị vẫn được chương trình 7 free, một cặp gối memory foam, một cái bọc nệm chống thấm nước, free delivery, free setup, free vứt nệm cũ và free thêm một cái máy massage vai không có cần cắm dây, tiện lợi và thoải mái, chỉ có ở tại Magic Mattress trong dịp lễ July 4 Super Sales năm nay. Và thêm một dòng sản phẩm cao cấp luxury sang trọng, đó là Tempur-Pedic. Tại Magic Mattress, một chương trình sale Super Sales độc nhất vô nhị cùng những món quà tặng giá trị đi kèm khi quý vị mua dòng sản phẩm của Tempur-Pedic. Đây là một cái thương hiệu nổi tiếng về phẩm chất, sử dụng lâu dài và quan trọng hơn hết, nghiên cứu đặc biệt để cho người sử dụng cảm giác thoải mái ngay từ những giây phút đầu tiên khi đặt lưng lên bộ nệm này, và chúng ta dễ dàng rơi vào trạng thái ngủ sâu để bồi dưỡng năng lực nhiều hơn. Đó là một trong những điểm đặc trưng quý giá của cái thương hiệu Tempur-Pedic. Với chương trình sales đặc biệt này thì khi quý vị mua một set nệm của Tempur-Pedic sẽ được upgrade lên tặng free cho cái dàn hộp nâng đầu và chân mà thông thường phải trả lên tới 800 đô la cho size queen và 1.300 đô la cho size king. Nhưng cứ quý vị mua dòng sản phẩm Tempur-Pedic một set nệm bất cứ size nào cũng sẽ được upgrade tặng free thêm cho cái dàn hộp nâng đầu và chân có remote control. Bộ nệm Tempur-Pedic này là mặt hàng cao cấp, giá bình thường 8.499 đồng, giảm giá Super Sale chỉ còn có 3.349 đồng mà quý vị được free cái dàn hộp nâng đầu và chân có remote control, free delivery, free setup, free dục nệm cũ, free 2 cái gối gel memory foam và free thêm một cái bọc nệm chống thấm nước
để giữ cho bộ nệm được vệ sinh sạch sẽ trong suốt 10, 15 năm, 20 năm sử dụng trên bộ nệm Tempur-Pedic. Và một lần nữa, từ 8.499, nay chỉ còn có 3.349 là nguyên một set vừa nệm gel memory foam của Tempur-Pedic, vừa có dàn hợp nâng đầu và chân có remote control, chỉ có ở tại Magic Mattress. Và bên cạnh những sản phẩm nệm được đại hạ giá lên đến 74% off cùng chương trình 7 free thì có những chiếc ghế full body massage của hiệu Cozia USA mà Đỗ Tân Khoa tự tin giới thiệu đến quý vị vì cái độ bền của nó. Đã đại diện 6 năm rồi, khách hàng mua về sử dụng chưa có một người khách nào phiền hà về phẩm chất hoặc là bị hư hao. Và trong đợt sale năm nay, trong dịp lễ July 4 Super Sale, đây là một chiếc ghế khuyến mãi ở tại Magic Mattress với màu sắc rất là thanh nhã, màu xám ở bên trong và màu đen ở bên ngoài. Chiếc ghế này với những chức năng như những túi hơi bao bọc chung quanh cơ thể của chúng ta, cùng với lại cái dàn loa để có thể cài nhạc vào và nghe nhạc du dương, relax trong khi mà sử dụng chiếc ghế này, cùng với những túi hơi bao bọc chung quanh cơ thể là con lăn ở dưới lòng bàn chân để giúp cho chúng ta kích hoạt những cái huyệt đạo dưới lòng bàn chân liên đới đến các cơ phận trong cơ thể của chúng ta. Chiếc ghế massage của Cozia USA này giá bình thường là $4,000, nhưng trong dịp lễ July 4 Super Sales chỉ còn có $1,699 mà thôi. Ngoài ra thì Magic Mattress sẽ mua cho quý vị một cái gói bảo hành trị giá $400 tới 5 năm full warranty từ trong ra ngoài. Nếu da bị rách, hãng sẽ thay, máy bị hư, hãng sẽ đền, nếu sửa không được thì sẽ đổi cho quý vị một cái ghế mới hoàn toàn mà không cần phải trả thêm một đồng tiền nào cả trong suốt 5 năm sử dụng. An tâm tuyệt đối với chiếc ghế của hiệu Cozia USA từ $4,000, nay chỉ còn có $1,699 mà thôi thưa quý vị. Đừng chần chừ, hãy ghé đến và thử qua chiếc ghế này. Và nếu quý vị gọi ngay cho số điện thoại bây giờ 714-777-5777 để ghi danh, thì khi quý vị mua chiếc ghế này, Đỗ Tân Khoa sẽ biếu tặng lại cho quý vị thêm 100 đồng nữa, để chỉ còn có $1,599 cho 10 vị khách gọi vào cho số điện thoại 714-777-5777. Một cơ hội tiết kiệm thật nhiều, có được một chiếc ghế thoải mái. Và trong chương trình July 4 Super Sales ở tại Magic Mattress, toàn bộ sản phẩm nệm được đại hạ giá lên đến 74% off cùng với chương trình 7 free chỉ có ở tại Magic Mattress. Quý vị hãy gọi ngay cho số điện thoại 714-777-5777. Happy July 4 Weekend!